Do đặc thù nghề giáo viên mầm non phải liên tục đứng lớp từ 6 giờ 30 sáng cho đến 16 giờ 30 và có thể muộn hơn, nên mọi sinh hoạt và các khoản chi phí cho gia đình hiện nay đều trông vào đồng lương. Mọi người cũng đang rất là phấn khởi và hồi hộp, là hân hoan chào đón và rất là mong muốn là có được một mức lương mà đủ để đảm bảo cuộc sống thì họ sẽ yên tâm công tác, nhiệt huyết và cống hiến cho nghề hơn. Đối với một giáo viên có thâm niên hơn 30 năm công tác, trước khi tăng lương tầm khoảng 26 triệu và sau khi tăng lương thì là hơn 32 triệu. Những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước rất là mong chờ việc tăng 30% lương cơ sở sẽ tạo một cái động lực cho người lao động có thêm cái thu nhập để trang trải cuộc sống. Điểm đáng chú ý của lần tăng lương này đó là ngoài mức lương cơ bản, chế độ tiền lương mới còn được sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương và 10% tiền thưởng. Như vậy, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng, thì tiền lương trung bình của các công chức tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương. Tăng lương đây là một cái điều phấn khởi cho cán bộ công chức. Chế độ cải cách tiền lương nó ngày càng bám sát với tinh thần nghị quyết của Trung ương Đảng trong vấn đề cải cách tiền lương để làm sao cho đội ngũ cán bộ công chức của chúng ta có thể sống được bằng chính cái đồng lương, thu nhập của mình theo đúng quy định. Người dân đồng tình với chính sách tăng lương và cho rằng đây là sự quan tâm rất cụ thể của Đảng và Nhà nước đến đời sống những người lao động hưởng lương ngân sách để họ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Dự kiến tổng nguồn ngân sách trung ương dành để thực hiện cải cách tiền lương khoảng 132.000 tỷ đồng, nguồn tích lũy của ngân sách địa phương khoảng trên 430.000 tỷ đồng.